Hồi nãy mình đòi chụp hình chung á, mọi người thấy hình thumbnail Celine để là chụp cho cái group này. Chào em đến đây em học hả? Chị ở đây lâu rồi, hồi trước chị cũng học ở trường này luôn. Đúng rồi. Để chị nói cái đoạn này xíu. Thì hồi nãy Linh vào đây, Linh chụp hình với lại Linh muốn chụp hình với cái nhóm này. Thì ông đó ổng lôi Linh vào luôn, cho nên mọi người khi thấy cái hình thumbnail á thì sẽ thấy là Linh đứng chung vào với cái nhóm này đây. Bây giờ họ đi rồi. Hey, chào cả nhà đã trở lại kênh That's Where I Fly của Linh. Linh đang đứng ở trên một cái họ lễ hội Dickens. Thì nếu mọi người theo dõi cái clip là đi xe lửa và cái lễ hội Dickens ở Deventer, thành phố, một cái thành phố khác, cái thành phố Linh ở, thì mọi người xem phần 1 rồi đó, thì đây là tiếp tục phần 2 của Linh. Nếu mọi người thích thì hãy like, subscribe và share cho Linh nhé. Và bây giờ mọi người tiếp tục theo dõi cái hành trình của Dickens của Linh đó nha. Đây là cái chỗ nướng hạt dẻ nè, giống như cái gì nè, cái bắp nổ bên Việt Nam mình nó làm cốm đó cả nhà. Thật dễ rồi, trời ơi, thôi bây giờ phải kiếm cái chỗ rút tiền thôi cả nhà ơi, tại mấy cái này Linh thích ăn lắm. Họ bán khoai tây nướng, người ta đang ăn khoai tây nướng với lại mấy cái lỗi của Hà Lan đó. Nhìn ngon quá đi, nhìn ngon mà ấm nữa. Đứng đây ghé một tí. Thôi bây giờ đi kiếm tiền cả nhà ơi. Coi anh cao kinh khủng không? Mấy cái người đi kế bên một mét 70 mấy 80 rồi đó, mà anh còn cao như vậy nữa là anh cao lắm. Đây bán gì nữa đây? Đây bán cà phê, sô cô la. Ở đây có cái khác nữa. Cái máy gì đã giặt đồ quá cả nhà, máy giặt đồ cũ cũ cả nhà đây nha. Đây máy giặt đồ, ép đồ cũ cũ, ủi quần áo nè cả nhà đó, cô đó đang giặt đồ đây. Wow, có thằng chốt nữa kìa. Trong đây có bán đồ đẹp quá các bạn ơi. Thích quá đi. Nhưng mà nếu mình bây giờ rất là đông, họ phải để từng người cùng nhóm vào đó. Mình bây giờ mình vào trong đó mình quay cái clip đó, thì mình cũng phân ngại nhớ cái nhà. Thôi quay sơ cho cái nhà coi thôi nha. Bây giờ thì mình đi tiếp. Cả nhà nếu mà Linh đang đi như vậy nè, cả nhà có thấy cái máy rút tiền nó ATM á, thì làm ơn chỉ cho Linh đi. Tại còn bây giờ còn rất là nhiều món đồ Linh muốn ăn thử và Linh muốn mua nữa.
Nhưng mà nếu như clip kia mọi người xem thì biết là Linh không còn tiền nữa. Linh chỉ có đem 5 euro thôi và Linh sẽ ăn và uống hết rồi. Mọi người xem clip kia thì sẽ biết là Linh ăn bánh mì nè và uống rượu nóng nữa. Cả nhà thắc mắc rượu nóng thì như thế nào thì mọi người nhớ đến đó. Và nhớ xem clip phần 1 của Linh nha. Ở đây họ đang bán quần áo. Áo trang này không rẻ đâu nha cả nhà. Có một lần Linh đi ở cái rừng đen và Linh mua quần áo hóa trang cho con Linh, nó mặc đúng một lần thôi 125 euro, kinh khủng thiệt. Và nó bây giờ nó treo ở trong tủ á, tại vì xong rồi thì nó lớn rồi, nó lớn nhanh quá và nó không mặc nữa. Họ đang rượu nè cái nhà, nó họ đang nấu rượu nóng đó. Cam mà họ nhét những cái hoa đinh hương vào. Và như clip kia mọi người biết là bình thường mấy cái shop này họ cũng mặc đồ bình thường, giống như là đồ thường của mình để mua bán thôi. Nhưng mà hôm nay thì là ngày lễ Dickens cho nên họ sẽ mặc đồ gọi là đồ cổ trang, đúng không? Đồ hóa trang để họ tái hiện lại khung cảnh cũ. Có nhiều cái thích quá đi. Trời ơi, họ đang bán thịt heo quay nè. Thịt heo quay nè, đến giờ Linh phải đi quay lại Linh quay cho mọi người coi nha. Ây da, sorry. Đó, hay, họ bán và họ cắt thịt đó có được. Thấy nhìn ngon lắm. Trời, nhìn ngon cái tiền. Ja, dag is 10 euro. Oké, feitag. Bên thấy bên kia họ cũng bán nhiều cái này. Được. Sorry. Phần chết nè, sợ chưa? Bên đây là bánh đây. Bánh bánh waffle. Bánh này cũng là đặc biệt của Hà Lan đó cả nhà. Ăn giống như bánh kẹp của Việt Nam mình á, nhưng mà ăn tới là tất cả các loại mứt. Họ bán 4 đồng rưỡi một cái. Là cái thằng nhóc đó nữa. Đây là cái nhà thờ lớn ở trung tâm của Dominican. Ở đây á, khi mà mùa hè thì họ có những cái lễ hội mà gọi là những cái lễ đại nhạc hội á. Nhưng mà vào mùa đông á, thì là họ có những cái lễ mà rất là truyền thống. Tại vì mùa hè thì thường người ta đi chơi nhiều hơn, người ta đi ra ngoài hoặc là người ta đi nước ngoài. Marktplatz. Còn hiện tại thì mọi người không có đi ra ngoài nhiều. Họ muốn cuốn hút những người du khách thì họ phải tổ chức những cái lễ như vậy. Và mọi người tưởng tượng rồi đó, 120,000 người để tới cái lễ này. Đây là bánh mì bán ngoài đây. Trời ơi, có bánh olive oil nữa cả nhà ơi. Bây giờ đi một vòng. Tại vì mấy cái trung tâm như vậy á, thì đi một chút xíu sẽ có cái chỗ rút tiền thôi. Nhưng mà Linh lâu quá rồi không có lại thành phố này thì cũng không nhớ bị nhiều cả. Đồ con nít hồi xưa này dễ thương không? Con lên và còn nhỏ nó sẽ mua mấy cái đồ như vậy cho nó mặc. Mấy con gấu nó cưng quá đi. À.
Wow, ở đây có nhiều người bắt đầu lấy hổ kìa. Dạ, ta chụp cho một tấm. Đây là những cái tượng giả mà mọi người đã thấy vào những cái khi mọi người đi qua những cái nước châu Âu thì mọi người đã thấy những cái tượng này rồi. Và ở Việt Nam mình hiện giờ thì cũng có nhiều rồi đó cả nhà. Thôi nhé. Làm cô chuột giả. À, dạ, giờ mình muốn đi tiếp đây. Cả nhà ơi, hên quá, cái chỗ mà bán bánh mì thịt hồi nãy Linh quay á, được trả bằng thẻ. Tại vì mình đi vòng cái chỗ này nè là không có chỗ rút tiền nha cả nhà, mình phải đi ra ngoài và mình phải xếp hàng lại nữa thì chắc chết luôn á. Nhưng mà Linh đã mua được cái bánh này 5 euro, nhỏ xíu thôi, mắc đó cả nhà. Thì mình mua, nếu mà mua cái bánh lớn là 8 euro rưỡi mà Linh ăn đâu có hết đâu. Linh cái này là gọi là muốn ăn thèm ăn á, chứ không phải là đói nha cả nhà. Tại vì á, mình đói thì một chút xíu thôi nhưng mà sẽ nhịn được. Nhưng mà cái này là thấy người ta bán thèm ăn quá đi cho nên phải mua. Họ có nhét cả chua lên nữa cho nên ăn cũng ngon lắm. Bán đắt ghê á. Linh muốn mua hạt dẻ nướng nhưng mà Linh không mua được rồi. Tại vì chỗ đó Linh có hỏi thì họ nói là phải trả bằng tiền mặt. Mà tiền mặt thì Linh hết rồi, Linh không còn tiền nữa. Cho nên ăn đỡ cái này xong rồi đi ra. Cả nhà ơi, chào cả nhà và tạm biệt cả nhà đã xem clip của Linh. Linh kết thúc cái clip mà đi lại cái chỗ Dickinson ở Deventer đó cả nhà. Thì mọi người có thấy thú vị hay không? Linh thì rất là thích không khí này. Dù là chờ đợi rất là lâu trên mà mình xếp hàng, nhưng mà khi mà đi vào rồi thì mình hòa vào cái không khí của họ đó thì mình thấy rất là vui. Linh chúc cả nhà một ngày thật là vui nhé. Và nếu cả nhà thích like thì hãy like, share và subscribe cho Linh. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại clip sau.